Xin kính chào quý vị các bạn. Thì ở trong cái phần video clip lập trình video khiển thứ 6 đó, tôi có giới thiệu sơ qua về cái cách mà chúng ta lập trình bấm sum hay là chúng ta điều khiển cái động cơ, cái đèn bằng phương pháp bấm sum, hay nó còn gọi là phương pháp là PWM. Thật ra thì hai cái này là một, nhưng mà cái này viết bằng tiếng Anh thôi, và cái kia thì là tiếng Việt. Thì cái video clip này tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn. Thứ nhất là về cái phương pháp bấm sum, và thứ hai là về cái cách lập trình để đưa ứng dụng phương pháp bấm sum đó vào trong cái thực tế, trong cái mạch của chúng ta. Thì ở đây là cái tài liệu trên Arduino, nó nói về cái phương pháp bấm sum. Phương pháp bấm sum thì ta nói một cách đơn giản là chúng ta có một động cơ. Bây giờ nếu như cái phương pháp á, mà ở video clip thứ thứ tư thứ năm đó là đóng mở, thì nó là cái phương pháp on off. Đóng mở thì ví dụ như chúng ta có một bóng đèn 12V, ta điều khiển đóng mở bóng đèn thì ta chỉ điều khiển đó là tắt và mở, mà ta không thể điều khiển được cái cường độ bóng đèn là nó sáng nhiều hay là sáng ít. Thì để giải quyết cho vấn đề mà ta cường độ bóng đèn sáng nhiều sáng ít đó, thì người ta sẽ dùng điều khiển bấm sum PWM để mà người ta giải quyết vấn đề đó. Thì trước khi ta vào lập trình, ta nên hiểu về cái cơ sở lý thuyết đó. Và đây tôi dùng tài liệu của Arduino, tôi nói về bấm sum, và tài liệu tiếng Anh tôi sẽ dịch cho các bạn. Thì ở đây á là cái ví dụ về M trong cái Arduino này nè. Nó sẽ thể hiện cho các bạn về cách sử dụng cái đầu ra analog dùng PWM để mà làm mờ một cái con LED. Thế thì ở đây tôi sẽ nói về vấn đề analog. Tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn vấn đề này. Tôi cần dùng cái chương trình Workbench này để mà nó cặn kẽ hơn. Trước khi ta nói về vấn đề analog, thì bây giờ ta hãy nói về vấn đề điều khiển on off trước. Ta sẽ đánh được. Đây, giả sử như ta có một trục tọa độ, XY chẳng hạn, XY chẳng hạn. Thì đối với điều khiển on off á, thì nó sẽ có hai mức thôi, hai mức thôi. On, rồi off, off một khúc ha. Rồi bây giờ on thì ly lên. On ha, off, tức là nó sẽ có hai trạng thái, không và một. Thì đó là điều khiển on off. Còn cái điều khiển analog, đó, đây, analog tức là cái tín hiệu vào ha, tín hiệu vào, ví dụ tín hiệu vào mà nó tăng, ví dụ như tín hiệu vào là tín hiệu đi, cầu này có tín hiệu, cầu này có điện áp, ví dụ tín hiệu vào tăng thì điện áp cũng tăng theo. Đó. Tức là nó có một cái hàm quan hệ theo một cái hàm số. Đó. Hàm số đó có thể là tuyến tính hoặc là không tuyến tính, thì nó là tín hiệu theo kiểu analog. Cái analog á, một cái ví dụ rất là đơn giản để mà chúng ta có thể hiểu rõ, đó là ví dụ về cái nhiệt kế. Đó. Giống như vậy, nhiệt kế tức là khi nhiệt độ tăng thì ta thấy khi cái nhiệt độ bên ngoài tăng thì ta thấy cái chỉ số đọc được ở trên nhiệt kế cũng tăng theo. Đó. Thì đó là một cái ví dụ đơn giản để ta hiểu về cái thế nào là analog. Cái on off thì còn ở digital, digital và analog khác nhau thế nào. Thì nó kêu là mở cái ví dụ này ra ta thấy, nhưng mà thật ra cái ví dụ này nó không 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 có đúng, nhưng mà tôi mong muốn, thành ra tôi dùng một cái khác, nó là thuộc cái phần analog fading. Thật ra nó khác, hai cái chương trình này nó khác với nhau, không giống, thành ra là tôi dùng một chương trình khác để mà thể hiện rõ hơn, và trong đó chỉ ra cho các bạn cách để mà lập trình. Thì anh người ta giải thích nè, thì cái pulse width modulation đó, tức là cái viết tắt của PWM đó, phương pháp bấm sum là một kỹ thuật để mà nhận các cái kết quả analog từ các phương tiện kỹ thuật số. Các cái điều khiển số đó, thì được sử dụng để mà tạo ra cái sung vuông. Một tín hiệu được bật giữa trạng thái on và off. Cái đường on off này nè, thì nó có thể mô phỏng cái hiện thế giữa
lúc mà đầy điện là 5V và lúc tắt là 0V, bằng cách thay đổi cái tỷ lệ của cái thời gian mà tín hiệu trải qua trên cái thời gian mà tín hiệu đã tắt, tức là tín hiệu on, thời gian mà nó on trên thời gian mà nó off, thì ta sẽ chút xíu ta để gặp tiếp chỗ này. Thì cái khoảng thời gian mà on đó thì được gọi là cái chiều rộng của sung. Để mà nhận được các cái giá trị analog khác nhau á, thì bạn thay đổi điều chỉnh cái chiều rộng sung đó. Nếu như mà bạn lặp lại cái on off này nè, cái mẫu á, cái pattern á, pattern là mẫu, cái mẫu on off này nè đủ nhanh với một cái ví dụ về led, thì cái kết quả như là cái tín hiệu này nó sẽ là nằm là một cái tín hiệu ổn định nằm ở giữa 0 và 5V để điều khiển cái độ sáng con led ha. Tức là nói thì dịch thì nó hơi khó hiểu xíu, nhưng mà chút xíu ta sẽ nhìn thấy ví dụ sẽ dễ hiểu thôi. Thì cái biểu đồ bên dưới nè, đây biểu đồ bên dưới này, biểu đồ bên dưới này á, thì cái đường màu xanh này nó thể hiện là cái chu kỳ ha, và cái khoảng thời gian và cái chu kỳ á nó ngược với cái tần số. Thì chu kỳ là bằng 1 chia cho tần số, và tần số là 1 chia cho chu kỳ. Cái đó là công thức mà chúng ta đã học học cấp 3 rồi, ta biết cái đó rồi, học vật lý ta cũng biết cái đó, thì nhắc lại thôi. Nói cách khác á, với một cái tần số BWM I don't know mà khoảng chừng 500 Hz, thì cái đường màu xanh đó thì được đo là 2 mili giây ha. Và một cái lệnh analog write, tức là viết cái analog, viết cái tín hiệu analog đó, nó sẽ có cái giá trị từ 0 tới 255. Sở dĩ á nó là 0 tới 255 á là bởi vì cái này là 8 bit, thì ta có là 2 lũy thừa 8 nó sẽ bằng là 256, thì từ 0 tới 255 là 256 tín hiệu ha. Rồi, cái này nó sẽ thể hiện rõ hơn, ví dụ ở 0% thì đây là 0%, thì ta không thấy là có tín hiệu nào hết ha. Thì hiện thấy ra sẽ bằng 0 ha. Ở đây là ở 25% chu kỳ, 25% chu kỳ, tức là chỉ có 25% nó on thôi, còn là 75% nó off. Đây là một chu kỳ ha, một cái phản xanh này là một chu kỳ, một phản xanh này là một chu kỳ, một chu kỳ ha, 25% chu kỳ, thì tương đương là cái analog rai nó viết là 64. Thật ra nó có cái điện áp ra trung bình nữa, điện áp ra trung bình nữa, các bạn có thể đo trực tiếp trên đây, trực tiếp trên cái mạch, các bạn sẽ thấy được điện áp trung bình bao nhiêu. Rồi 50% chu kỳ thì nó 50% nó on, 50% nó up. Đó. Đây là 75% chu kỳ. Và khi 100% chu kỳ thì các bạn thấy là nó tín hiệu nó sẽ đi thẳng luôn, nó đi thẳng luôn. Nó tóm lại thì điều khiển bấm sung nó là dựa trên cái thời gian on trong một cái chu kỳ, on cái tín hiệu trong một chu kỳ. Và nó dễ hiểu hơn nữa thì điều khiển bấm sung là giống như là chúng ta có thể điều chỉnh được một cái tốc độ của động cơ thấp cao, cao thấp bao nhiêu như chúng ta muốn, và nó khác với cái điều khiển on off, điều khiển digital là chỗ đó ha. Bây giờ chúng ta sang phần kế tiếp, đó là phần lập trình ha. Thì bài này chúng ta sẽ lập trình với một cái tiếng Anh nó gọi là potentiometer, tức là tiếng Việt của mình đó, thì nó là một cái con biến trợ ha, con biến trợ. Thì cái bài này nó không có trong cái ví dụ, chúng ta muốn thì chúng ta vào trong cái Arduino này, Arduino CC rồi, có sẵn đây luôn rồi. Khi ta muốn tìm cái gì đó ta có thể sạch đây, ví dụ ta gọi là potentiometer. Nó đã sạch rồi, nó có, lúc nãy nó sạch rồi nên nó có cái bên dưới đây ha. Bấm enter cái thì ra ngoài nó cho cái này, nó ra cho cái này,
chúng ta có thể mở lên chúng ta tham khảo. Thì đó là cách để mà chúng ta tìm những cái tài liệu hoặc là những cái mẫu lập trình sẵn ở đây chúng ta tham khảo. Chúng ta nói tiếp vấn đề này. Thì chúng ta cần phải có một cái con biến trở. Con biến trở này nó có 3 chân, biến trở nó sẽ có 3 chân ha. À, thông thường là vậy. Thì hai chân ngoài, một chân sẽ nói với cái nguồn âm CND là nguồn âm, một chân sẽ nói với nguồn dương 5V có sẵn trên mạch của chúng ta rồi ha. Thì chân nào nói âm thì nói dương cũng vậy, cũng như nhau. Và cái chân giữa nó sẽ dùng để nói với cái cổng analog in. Analog in tức là vào đó các bạn, nói cái nào cũng được, các bạn cắm đi, cắm vô ha, cắm vô thôi, cắm thẳng vô thôi. Cắm thẳng vô thôi. Rồi bây giờ á thì chúng ta nói tới phần lập trình à không, ta nói về cái analog drive. Analog drive, chúng ta hiểu cái analog drive. Khi mà chúng ta vặn cái núm vặn ở trên cái con biến trở này thì tín hiệu vào sẽ thay đổi. Bây giờ á, nó cần phải trên cái chân tín hiệu ra, nó phải đọc, nó phải write tức là viết các bạn, viết tức là khắc lên cái chân ra cái giá trị tín hiệu vào đó, thì nó có cú pháp là unlock write. Unlock write thì cú pháp của nó đó, nó viết như sau: unlock write pin tức là cái chân ra chân nào và giá trị là bao nhiêu, thì đó là cái cú pháp của nó. Thì cái giá trị thì nó thông thường nó nằm từ 0 tới 255, là bởi vì chúng ta đang xài cái con này là AVR này 8 bit ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ là cái code, tới cái code, cái code đây, cái code. Thì chúng ta chỉ cần copy code này vào. Chúng ta cần copy code này vào ha. Và chúng ta copy vào. Ở đây chúng ta sẽ mở cái mới. Bắt chưa? Rồi. Thì chúng ta được như thế này. Nhưng đương nhiên là ở đây chúng ta phải hiểu nó ghi cái gì để chúng ta mới copy và bắt vào được. Thế nếu chỉ copy bắt không thì ta sẽ không hiểu được vấn đề ở đây. Thì ở đây là cái mã chương trình. Như đã nói ở cái phần video clip thứ tư. Thì cái dấu này là cái dấu gì các bạn? Mấy bạn nhớ không? Dấu xiệt sao là cái gì? Xiệt sao tức là cái comment, tức là giải thích mà nó nhiều dòng, giải thích nhiều dòng, một dòng, hai dòng, một dòng. Còn cái xiệt này nó là giải thích cho một dòng, single line, một dòng, dòng đơn. Đọc có nghĩa là cái mã code đọc tín hiệu analog đến đèn LED. Người ta sẽ là turn on và turn off, tức là tắt và mở một cái đèn diode liên kết với cái cổng thứ 13. Cái thời gian LED on và off nó sẽ phụ thuộc vào cái giá trị mà có được bởi cái việc đọc tín hiệu analog vào. Trong trường hợp dễ nhất thì chúng ta sẽ kết nối một cái biến trở tới cái chân đọc analog 2. Thì đây là chân đọc chân 2. Thì thật ra chân 2 hay là chân máy cũng được. Ở đây nó có một cái lọt chân, các bạn muốn đọc chân nào cũng được. Đây, nó có tới mấy chân lận, 0, 1, 2, 3, 4, thì bạn đọc chân nào cũng được. Thì đọc chân nào thì các bạn sẽ lúc này tới đây, tới đây ta sẽ ghi chân đó vô. Ở đây ta bỏ qua chỗ này không có vấn đề gì cả, nói gì copyright thôi. Đây thì là khai báo biến, đây là biến số nguyên. Bot bin thì bạn đặt tên thôi, muốn đặt cái gì cũng được, đặt tên gì cũng được, vấn đề đặt tên thôi. Là số 2
chân số 2, cổng số 2. Tức là chọn cái thanh, cái cổng cổng vào cho cái con biến trợ. Và cái led pin là bằng 13, là chọn cổng ra cho con led. Hình như là nhầm rồi. Như file cái này nhầm rồi. Xin lỗi các bạn. Ví dụ này hình như nhầm. Từ từ. À, ví dụ này mới được. Xin lỗi. Cái ví dụ này nó nhầm là một chỗ á. Là bởi vì cái này nó chỉ đóng mở thôi, on off thôi, tắt mở thôi, mà nó không có cho con led này nó sáng nhiều và sáng ít. Xin lỗi, lúc nãy tôi nhìn nhầm một cái chỗ này. Nhưng mà về cái nguyên tắc thì nó giống nhau. Thì bây giờ tôi nhầm. Xin lỗi các bạn chỗ này. Thì đây cái này mới đúng, cái này mới đúng cái chúng ta đang cần. Xin lỗi. Đây. Thì bây giờ á, đầu tiên là khai báo biến. Khai báo biến á thì led pin là bằng chính. Tức là cái led nó kết nối với cái pin chính đầu ra. Analog pin bằng 3 là cái biến trợ nó kết nối với cái cổng analog thứ 3. Thật ra nó giống nhau thôi, nó giống nhau ở chỗ này. Cái này là cũng biến trợ, cái biến trở nè, nó nói với cổng 2 thì cái kia nó với cổng 3 ha. Còn cái led pin đó là cổng 13 thì bên đây là cổng số 9. Sở dĩ dùng cổng số 9 đó là bởi vì trên cái mạch Arduino, trên một cái mạch Arduino, những cái Arduino Uno, những cái ký hiệu mà nó có cái dấu ngã này nè là dùng điều khiển xung. Còn những ký hiệu này là điều khiển on off thôi, điều khiển digital thôi. Thành ra là cái ví dụ này nó phải dùng cổng số 9. Nếu không là cổng số 9 á, nếu không là dùng cổng số 9 á, thì chúng ta có thể dùng cổng số mấy được? Được các bạn. Đương nhiên là có thể dùng cổng số 11, 10, 6, 5, 3. Thì đó là những cổng có thể xài cho PWM. Kế tiếp. Rồi. In cũng là khai báo biến nữa, biến số nguyên, giá trị, value đó, tiếng Anh là giá trị, value, von, cái này viết tắt thôi, bằng không, tức là, cái biến, chữ von này là, không, chữ von là viết tắt từ giá trị đó bạn, có nghĩa là cái biến được lưu trữ vào trong giá trị đọc, rồi, tức là đầu tiên nó cho giá trị đọc bằng không, giá trị đọc bằng không, sau đó cái phần setup, thì cũng giống như cái ví dụ của bài lập trình đầu tiên ở video clip thứ năm, tôi nhớ là thứ tư đã nói, thì nó cũng như vậy, là các bạn pin mode, tức là các bạn phải xác định cái kiểu của cái chân ra là gì. Thì cái kiểu của led pin á, kiểu của chân ra là output, tức là đầu ra thiết lập cái chân như đầu ra. Led pin là cái này. Rồi. Kế đến là vòng lặp. Thì van bằng analog read của analog pin, tức là đọc cái giá trị chân vào. Thì cái analog read này là người ta đã làm một cái hàm sẵn. Ta có thể xem ở đây. Thì có thể là video clip này nó hơi dài chút xíu, nhưng mà tôi muốn là nói cho nó tới nơi tới chốn. Đây. Analog read thì về cái cấu trúc cử pháp của nó, nó là analog read mở ngoặc cái chân nào. Read tức là đọc, analog tức là đọc cái tín hiệu analog từ cái chân nào. Thì analog read là tiếp theo hay nào, van bằng tức là cái giá trị gì nè,
nó sẽ bằng cái giá trị đọc vào. Hay nói khác hơn là gán cái giá trị đọc vào vào cái biến này. Hay nói khác hơn là đọc được bao nhiêu thì cái van này nè nó lấy cái giá trị đó luôn. Nó lấy giá trị đó luôn. Kế tiếp là alloc write, tức là đọc alloc, viết alloc, viết write tức là viết. Thì sau khi đọc xong cái từ cái tín hiệu vào, cái pin vào. Đây các bạn. Cái pin vào ở đây, đọc cái pin vào này. Nó mới lấy cái giá trị pin vào này nè. Nó ghi lên cho giá trị pin ra. Bạn hiểu là như vậy. Lấy giá trị vào đây nè, nó đổ cho cái giá trị ra. À, ra là chân chính đúng không? Ra chân chính đây. Thì nó ghi ta hiểu đó là analog write. Lấy đó. Let bin thì là cái chân cái led nào, led chân chính ha. Rồi cái chân chính đây, và cái giá trị này là chia 4, lấy giá trị này là chia 4. Ta muốn chia 2 cũng được, thì ta cứ thử thôi, ta cứ đổ công trình ta thử thôi, thậm chí không chia cũng được, ta đổ công trình ta thử ta sẽ hiểu. Thì ở đây đó là để đọc cái giá trị từ 0 tới 1023, các giá trị alloc write nó sẽ đi từ 0 tới 255. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bước kế tiếp, thì mình sẽ copy cái chương trình này vào. Chúng ta bỏ này đi. New. Rồi đó, xong rồi đó. Người ta kiểm tra coi có nào lỗi không nhá. Thì nó chạy, nó kiểm tra lỗi nè. Chỗ này là kiểm tra lỗi. Rồi. Chúng ta bấm đây cái lệnh upload, xong rồi đó, ta upload lên nó không có lỗi đúng không? Bấm đây, ta upload. Đương nhiên người ta phải cắm cái nguồn vô trước rồi, upload lên. Rồi. Đó. Xong, vậy là xong rồi đó các bạn. Thì ở đây thì tôi có hơi nó hơi dài chút xíu, nhưng mà tôi muốn nói cho các bạn cho nó rõ nghĩa hơn ha. Thì video clip kế tiếp á, thì tôi sẽ thực hành trên cái bo này về cái bài này. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.